Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi tối ngày 31 tháng 3 năm 2024. Bây giờ là 20 giờ và chúng ta đang đứng ở góc đường Nhật Sinh và Trần Hưng Đạo. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị cùng em chúng ta cùng đi dạo quanh một số con đường ở khu vực trung tâm một nhất nhé. Phía trước màn hình là đường Trần Hưng Đạo. Đi ngược dòng xe đang chạy, quý vị sẽ tới đường Đồng Khánh Chợ Lớn. Đi thẳng theo đường Dệt Xin, quý vị sẽ tới công viên 23 tháng 9. Tối nay chúng ta sẽ dạo bộ theo đường Trần Hưng Đạo về chợ Bến Thành một nhất nhé. Góc đường Trần Hưng Đạo này có một cái dãy chung cư rất là cổ vậy. Khu vực ở dưới chung cư thì họ buôn bán rất là nhiều việc như ban ngày thôi, buổi tối thì hầu hết là đóng cửa. Con đường này lúc nào cũng đông đúc hết á, nhưng buổi tối thì hầu hết chỉ có hàng quán ăn mới bán được thôi vị. Còn những cái shop ở đây thì hầu hết họ đóng cửa. Đây có quán ngan chế tỏi rất là ngon này vị. Chỉ có quán bar, cà phê rồi quán ăn là còn hoạt động thôi, còn những cái ngành nghề khác là hầu hết đóng cửa. Ở đây có tiệm cơm chay Tín Nghĩa nè. Nhìn cái bảng hiệu này thì em nghĩ là có từ lâu rồi. Phía trước là góc Trần Hưng Đạo và đường Camet. Bên kia đường là khu vực Giếng Trời, tuyến metro và công viên 23 tháng 9. Còn đây là đường Camet,
Đi thẳng đường cả mét, chỉ vài trăm mét thôi thì quý vị sẽ tới quận 4. Em đi sang đường để chúng ta tiếp tục đi trên đường Trần Hưng Đạo nhé. Phía trước màn hình vị là công trường Quách Thị Trang. Đây là khu vực tuyến metro nè vị. Theo dự kiến thì khu vực này sẽ làm cái quảng trường. Tòa nhà đen thui trước màn hình vị là của bà Trương Mỹ Lan. Từ khi bà bị bắt thì tòa nhà này cũng dừng thi công. Ngoài phố đi bộ ra thì tối cuối tuần người dân cũng tập trung ở khu vực công trường Quách Thị Trang và trước chợ Bến Thành rất là đông. Cả nhà trải một tấm bạt ra ngồi nói chuyện rồi ăn uống là cũng rất là vui vị. Có tiền thì đến những nơi hàng quán sang trọng, còn không có tiền thì cả gia đình dẫn ra đây không tốn đồng nào quý vị. Sài Gòn là nơi phồn hoa nhưng mà cũng rất là dễ sống. Thank you.
thì vào tháng 10 này thì chợ Bến Thành là khu vực ở phía trước này sẽ được cải tạo lại. Ở đây sẽ là một cái quảng trường nha vị, và tượng nữ sinh Võ Thị Trang và tượng Trần Nguyên Hãn sẽ được đặt ở phía trước tòa nhà. Em đến đây cho vị nhìn lại chợ Bến Thành và vị trí của phòng xe Võ Thị Trang năm xưa nha. Bánh mì chả cá chục tàu, bánh mì chín lát la, bánh mì chả cá chục tàu. Cùng với việc cải tạo lại chợ Bến Thành thì ở khu vực phía trước chợ Bến Thành cũng sẽ được cải tạo lại, nhưng mà họ sẽ không có tái lập lại vòng xoay Võ Thị Trang mà chỉ lập lại cái đảo giao thông nhỏ ở ngay vị trí này thôi vị. Từ sau tới giờ giá đô liên tục tăng quý vị. Niêm yết tại ngân hàng Vietcombank vào ngày 31 tháng 3, đô la Mỹ mua vào là 24.600, bán ra là 24.970. Ở thị trường tự do thì giá mua vào là 25.450, bán ra là 25.580. Đồng đô la Mỹ cứ tăng liên tục như này, tiền Việt Nam mình ngày càng mất giá, thì đời sống người Việt mình ngày càng khổ. Việt Nam mình sản xuất nhưng mà cũng nhập nguyên liệu từ nước ngoài về Việt. Giá đồng đô la tăng thì nguồn nguyên liệu nhập về nó cao, giá bán ra cũng cao nữa. Giờ vật giá cái gì cũng tăng thôi vị, chỉ có đồng lương là không tăng thôi. Em đi sang đường để chúng ta tiếp tục đi trên đường Lê Lợi. Điểm cuối của ngày hôm nay sẽ là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xưa là đường Công Lý. Trước màn hình vị là tòa nhà Hỏa Sa nè. Rất là bất ngờ khi tòa nhà này đã hơn 100 tuổi rồi vị. Trước năm 1978, ở khu vực này là ga xe lửa Sài Gòn nè. Đây là góc đường Huỳnh Thúc Kháng và Lê Lợi. Trước màn hình quý vị là Bệnh viện Sài Gòn. Đây cũng là một trong những cái bệnh viện lâu đời nhất ở Sài Gòn. Vào năm 1914 thì nơi đây chỉ là một cái phòng khám nhỏ cho người Việt thôi. Đến năm 1955 thì chính quyền lúc đó đã xây dựng lại và đổi tên thành Bệnh viện Sài Gòn. Phía trước màn hình quý vị là đường Lê Lợi. Đi thẳng đường Lê Lợi thì quý vị sẽ thấy vòng xoay Khai Liễu, đường Nguyễn Huệ. Từ vị trí này nhìn chợ Bến Thành rất là đẹp quý vị. Hy vọng sau khi trung tu thì chợ Bến Thành sẽ khang trang sạch đẹp hơn. Nhưng cũng hy vọng là chợ Bến Thành sẽ không thay đổi gì về mặt kiến trúc. Tại vì cái hình ảnh chợ Bến Thành nó đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Sài Gòn. Người Việt Nam mình dẫu đi bất kỳ đâu thì cũng vẫn luôn hướng về Sài Gòn. Như quý vị biết thì những năm gần đây kinh tế suy thoái rất là nhiều, lạm phát và xung đột vũ trang nữa. Nhưng mà lượng kiều hối chuyển về Sài Gòn trong năm 2023 đạt 9,5 tỷ USD, tức là cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Mức kiều hối tháng 12 năm 2023, số kiều hối chuyển về thực tế cao hơn 500 triệu USD. Sau đại dịch Covid thì không phải chỉ riêng về Việt Nam đâu, mà nền kinh tế thế giới đều bị suy thoái. Tuy nhiên kiều bào ở nước ngoài luôn hướng về Việt Nam quý vị.
Trong đại dịch Covid thì kiều bào hỗ trợ người dân Việt Nam mình rất là nhiều. Lượng kiều hối họ chuyển về Việt Nam ngày càng cao, đặc biệt là chuyển về Sài Gòn nhé vị. Sài Gòn là lượng kiều hối cao nhất cả nước luôn. Chỉ riêng năm 2023 thì lượng kiều hối chuyển về Sài Gòn đã đạt 9,5 tỷ USD. Dù đi bất kỳ đâu và trải qua bao nhiêu năm thì kiều bào vẫn luôn hướng về Sài Gòn. Đây là khuôn viên của Bệnh viện Sài Gòn, một trong những bệnh viện lâu đời nhất ở Sài Gòn mình. Thời ban đầu thì ở đây chỉ là một cái phòng khám nhỏ thôi, nhưng bây giờ đã trở thành một cái bệnh viện với quy mô 250 giường bệnh. Cũng giống như bao bệnh viện khác thì ở phía trước bệnh viện lúc nào cũng có buôn bán như thế này nè quý vị. Nhưng mà ở đây thì ít hơn tại vì nó nằm ngay khu vực trung tâm. Cái nhà này em nghĩ là cái nhà đầu tiên của bệnh viện nè, rất là cổ luôn. Hồi xưa em không biết là bệnh viện Sài Gòn này nó dài cỡ nào, nhưng mà bây giờ thì nó nằm từ góc đường Lê Lợi và Huỳnh Thúc Kháng cho đến đây luôn nè quý vị. Lên cái đoạn nhà thuốc bệnh viện này thì mới hết cái chiều dài của bệnh viện Sài Gòn. Sát bên bệnh viện Sài Gòn là một cái khách sạn. Khách sạn này họ cũng mới vừa xây dựng đây thôi vậy, mới có mấy tháng thôi. Em nghe các bác trên kênh kể lại thì hồi xưa sát bên bệnh viện Sài Gòn là nhà hàng Thanh Bạch, rồi kế bên nhà hàng Thanh Bạch là rạp hát Vĩnh Lợi. Kế bên rạp hát Vĩnh Lợi thì có một con hẻm. Nếu như vậy thì nhà hàng Thanh Bạch và rạp hát Vĩnh Lợi bây giờ là cái khách sạn này nè quý vị. Em đi vào con hẻm này qua cho vị xem có phải là con hẻm của năm xưa không nhé. Con hẻm này ban ngày họ buôn bán nhiều lắm vị, nhưng bây giờ tối rồi người ta dẹp này. Đây là một con hẻm cục, bên trong nữa cũng là khuôn viên của khách sạn luôn. Hồi xưa có con hẻm này mà, sát bên cái con hẻm này là khuôn viên của Sài Gòn Square. Thank you.
Đây là hẻm 121. Kế bên con hẻm này là khuôn viên của trung tâm thương mại Sài Gòn Square. Trung tâm thương mại Sài Gòn Square có một cái diện tích rất là lớn, nằm ở hai mặt tiền luôn vị, đường Lê Lợi và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tức là đường Công Lý năm xưa. Hồi xưa ngay cái vị trí của Sài Gòn Square này là cái gì ạ? Phía trước là góc đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xưa là đường Công Lý. Bên kia đường ngay cái bờ ba màu xanh đó là thương xá Tam Đa. Trên kênh em cũng có một cái clip nói về thương xá Tam Đa này nè. Em để đường link phía trên cho quý vị nào chưa xem thì có thể vào xem nha. Trước màn hình quý vị là Sài Gòn Central. 6 tầng phía dưới là khu trung tâm thương mại Takasamiya. Mời quý vị cùng em, chúng ta cùng đi dạo bộ dọc đường Công Lý nha. Trung tâm thương mại này đóng cửa khá là sớm, hơn 8 giờ là họ đã đóng cửa rồi. Sài Gòn mình có nhiều điểm thu đổi ngoại tệ lắm vị, chứ không phải riêng gì Hà Tâm hay Mai Văn đâu. Nhưng mà ở đó thì giá nó tốt hơn. Nếu mà đổi nhiều thì đổi được, còn nếu đổi ít thì đổi những cái chỗ này cũng được quý vị. Sài Gòn Square thì họ cũng bán những mặt hàng giống như bên chợ Bến Thành vậy vị. Nhưng mà khác là họ có niêm yết giá rõ ràng trên từng sản phẩm, nên khách du lịch họ rất là thích mua hàng ở trong trung tâm thương mại này. Bên kia đường có một bãi đất rất là rộng và để trống nhiều năm rồi vậy. Hôm trước thì có một khán giả nói em là cái khu này là khu gì ấy, của nhà nước á, nhưng mà em quên rồi.
Sao con chó dễ thương nghe, giống như con sâu vậy. Ở nhà em cũng có nuôi một con màu trắng nhưng mà chân nó dài hơn con này. Đây là góc đường Công Lý và Huỳnh Thúc Kháng. Góc đường này có nhiều quán cà phê, nhà hàng đẹp nghe luôn. Cái này là cái nhà hay cái gì mà em thấy họ để mấy cái tượng thờ bị bít luôn cái nhà này. Lối vào nhà ở phía sau rất là ngộ. Đến đây thì video cũng khá dài, em xin phép quý vị được kết lại video ở trên con đường này. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Nếu có những phút giây thư giãn trên đường phố cùng em thì đừng ngần ngại nhấn like, subscribe và chung bên cạnh, để có dịp thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.